Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về Auckland, nơi là căn cứ chính của huấn luyện viên Mai Đức Chung trong thời gian thi đấu tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023. Khi đến sân bay, đội tuyển đã được tiếp đón chu đáo và nhanh chóng hoàn tất các thủ tục bởi Liên đoàn bóng đá New Zealand. Nhờ đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn trước khi di chuyển đến nơi đóng quân. Tuyến bay của đội tuyển nữ Việt Nam cất cánh lúc 12 giờ 30 giờ địa phương và hạ cánh tại Auckland lúc 14 giờ. Sau đó, Huỳnh Như và đồng đội đã di chuyển đến khách sạn Ritz, nơi sẽ trở thành căn cứ của đội tuyển trong suốt thời gian thi đấu vòng chung kết World Cup nữ 2023. Trong buổi tập chiều ngày 11 tháng 7, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã dành thời gian trao đổi kinh nghiệm và nhắc nhở các cầu thủ về trận giao hữu với đội tuyển nữ New Zealand. Thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đã nhấn mạnh về những vị trí cần cải thiện và kế hoạch tập luyện sắp tới. Tiền vệ Dương Thị Vân chia sẻ về trận đấu với New Zealand, cho biết đội đã luyện tập chăm chỉ để thực hiện chiến thuật của ban huấn luyện. Tuy nhiên, cảm giác tự tin chưa đủ khi vào trận. Trận đấu này đã giúp đội rút kinh nghiệm và nhận thức về tập trung, phối hợp chặt chẽ và sự tự tin. Trong buổi tập đầu tiên tại Napier, đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn vì mưa. Tuy nhiên, sau thời gian thích nghi, chất lượng buổi tập không bị ảnh hưởng. Các cầu thủ hoàn thành các bài tập do ban huấn luyện đề ra. Trong suốt 3 ngày tại sân vận động North Harbour, đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện. Đây là sân tập chính thức của đội tuyển nữ Mỹ trước trận đấu đầu tiên với huấn luyện viên Mai Đức Chung ở vòng bảng World Cup nữ 2023, cũng như sân tập thường xuyên của đội tuyển nữ New Zealand.